Phần tiếp theo mà mình sẽ học đó chính là mô hình hồi quy luận lý. Thì tên tiếng Anh để các bạn có thể tra cứu đó chính là Logistic Regression. Thì cái từ luận lý ở đây á, là nó bắt chước trong cái ngành gọi là logic á, thì chúng ta sẽ có hai cái trạng thái, đó là đúng và sai. Tương ứng trong ngành khoa máy tính á, đúng tương ứng sẽ là một và sai có nghĩa là không. Thì hàm ý của cái mô hình hồi quy luận lý chính là chúng ta giải quyết cái bài toán phân lớp cái dữ kiện ra làm hai cái lớp, đó là đúng hoặc là sai, hay gọi là một là không. Thì đây chính là bài toán để phục vụ cho cái bài toán gọi là phân lớp nhị phân. Rồi thì chúng ta sẽ đưa cái mô hình máy học tổng quát ở đây, dữ kiện đầu vào x qua cái mô hình f theta x thì sẽ ra cái giá trị dự đoán y ngã, và mình mong muốn là giá trị này khớp với giá trị thực tế y này nhất. Và để đo được cái sự sai biệt này thì chúng ta sẽ sử dụng loss. Thì trong cái ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ thấy đó là dữ kiện đầu vào x của mình nó sẽ bao gồm hai thành phần x1 và x2. Đây là x1, đây là x2. Rồi và cái dữ kiện đầu ra của mình á, tương ứng sẽ là cái y này nè, sẽ là y thuộc cái tập là 0 hoặc là 1. 0 đúng không, tương ứng là màu đỏ, và 1 tức là màu xanh. Ở đây chúng ta thấy sẽ một tập hợp cái tập màu xanh tức là tương ứng y bằng 1, một tập hợp các điểm màu đỏ tức là y bằng 0, y đúng là y tức là mẫu dữ liệu thứ y ha. Và nhiệm vụ của mình á không phải là tìm một cái đường thẳng để đi qua tất cả các điểm này, mà nhiệm vụ của mình là tìm một cái đường phân lớp để chia tách nó ra làm hai cái tập hợp xanh và đỏ. Khi có cái đường thẳng này rồi á, thì chúng ta sẽ có một cái điểm ra và chúng ta sẽ hỏi là điểm này là màu xanh hay màu đỏ, hay là bằng 0 hay bằng 1. Thì bằng trực giác, bằng trực quan chúng ta thấy là cái điểm chấm hỏi này nó sẽ nằm về cùng một phía so với các điểm màu đỏ khác. Do đó ở đây thì nó sẽ là y ở đây sẽ là bằng 0. Tương tự như vậy, nếu như có một cái điểm nằm bên đây thì y tương ứng nó sẽ là màu xanh, hay còn gọi là y bằng 1. Rồi, thì chúng ta sẽ quay lại cái mô hình. Mục tiêu của mô hình đó là tìm cái tham số theta sao cho cái tổng của các độ lỗi này là nhỏ nhất. Thì lưu ý là chúng ta từ đây về trở về sau á, thì để ký hiệu cho cái mẫu dữ liệu thứ y thì chúng ta sẽ sử dụng cái ký hiệu đó là cái chỉ số y ở trên đầu và để trong dấu mở ngoặc tròn. Đó. Cái dấu mở ngoặc tròn này để cho chúng ta tránh bị nhầm với lại cái hàm mũ. Mẫu dữ liệu thứ y, mẫu dữ liệu đầu vào thứ y, mẫu dữ liệu đầu ra thứ y, và đây là cái hàm mô hình, đây chính là y ngã. Rồi nếu như chúng ta sử dụng cái công thức của logistic regression, của linear regression, tức là hàm độ lỗi đúng không, hàm loss là bằng sai tổng các sai số của dự đoán và thực tế, thì nó sẽ gặp vấn đề gì? Vấn đề thứ nhất đó là miền giá trị. Các bạn biết rằng là cái y của mình là thuộc cái tập là từ 0 cho đến 1, hay còn là tập luận lý 0, 1. Trong khi đó cái y ngã của mình thì sao? Y ngã là bằng theta chuyển vị nhân với lại x gạch, đúng không? Thì thằng này nó lại thuộc cái miền đó là từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng. Đó, ví dụ như nếu như chúng ta có một cái điểm ở đây, đúng không? Ở một khoảng điểm ở rất xa đây, thì khi thế vào bên trong theta chuyển vị nhân x, nó sẽ ra một cái giá trị rất là lớn, đúng không? Điểm nằm đây chẳng hạn, nó sẽ thế vào, nó sẽ ra một cái giá trị rất là lớn. Dẫn đến là cái công thức này nó sẽ bị phụ thuộc vào y ngã hơn là phụ thuộc vào y. Tại vì sao? Y nó chỉ có hai giá trị thôi, hai giá trị này rất bé là 0 hoặc là 1. Trong khi đó cái y ngã này nó có thể là từ
một con số là -100, -200, -300. Đó, thì khi mà mình thế vào, mình tìm cái thằng theta sao cho thằng này nhỏ nhất ấy, thì nó sẽ tập trung để làm sao cho cái y ngã này nhỏ nhất, hơn là việc làm sao cho cái y nhã này xấp xỉ với lại thằng y. Như vậy nó đã hướng đến cái mục tiêu hoàn toàn khác. Mục tiêu của mình là làm sao để y ngã xấp xỉ bằng y, trong khi đó với cái cách chọn lựa là S theta XY mà bằng cái công thức của hồi quy tuyến tính đó, thì dẫn đến là nó sẽ bị phụ thuộc vào y ngã, và như vậy nó sẽ tập trung tìm cái thằng theta sao cho cái y ngã này nhỏ nhất, thay vì là tập trung để làm sao cho y ngã xấp xỉ với lại thằng y này. Như vậy làm sao để chúng ta có thể ép được cái mì giá trị y ngã, đúng không, từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng thành cái y ngã này từ 0 cho đến 1, thì khi đó cái không gian của y giá trị thực tế và giá trị dự đoán nó sẽ khớp với nhau, và như vậy nó sẽ dồn cái việc là tối ưu tìm cái theta sao cho y ngã xấp xỉ với lại thằng y đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm gọi là hàm sigmoid, sigmoid là tên của nó, và cái công thức của nó đó là bằng sigmoid x là bằng 1 cộng cho e mũ trừ x, và sau này khi chúng ta thế cái x này bằng cái theta chuẩn bị nhân x thì chúng ta sẽ có cái công thức đầy đủ. Thì cái dạng thức của cái hàm sigmoid này, cái đồ thị của nó sẽ có dạng như sau. Rồi nó sẽ chạy từ đây lên đây, sau đó qua đây và bão hòa đó, thì nó sẽ bão hòa tại 1 đó. Khi x của mình mà từ trừ vô cùng, đúng không, thế vào thì nó sẽ ra giá trị là xấp xỉ bằng 0. Khi x nó cộng vô cùng, đúng không, thế vào nó sẽ ra giá trị xấp xỉ là 1, nó tiệm cận về 1 đó. Như vậy nó sẽ giúp mình ép cái giá trị y ngã đây về cái đoạn là từ 0 cho đến 1 đó. Thì đó chính là cái sai lầm nếu như sử dụng cái công thức hồi quy tuyến tính cho cái bài toán là phân lớp. Thế thì chúng đối với cái, như vậy thì nó sẽ nảy sinh ra là cái công thức hàm độ lỗi khác, đúng không, nó sẽ sinh ra một cái công thức hàm độ lỗi khác, và đây là cái công thức hàm độ lỗi cho cái bài toán gọi là phân lớp nhị phân. Rồi thì công thức độ lỗi nhìn cũng khá là phức tạp, nhưng mà sau này thì các bạn sẽ thấy là cái công thức phức tạp này khi mà tính đạo hàm ra, nó ra một con số rất là đẹp, nó sẽ ra một cái hàm rất là đẹp ha. Thì ở đây là chúng ta lưu ý là nó sẽ phải có cái dấu trừ đằng trước. Hàm độ lỗi sẽ là bằng trừ. Ồ, các bạn sẽ nói là dấu trừ như vậy thì nó sẽ ra số âm, độ lỗi làm sao mà âm được, đúng không? Thì ở trong cái công thức bên trong cái tổng này, nó là những cái con số âm nha. Rồi, thì chút nữa mình sẽ cho một cái số ví dụ để các bạn tính toán thử. Đây là giá trị thực tế nè, đây chính là giá trị dự đoán nè, đây chính là y ngã nè, đây là thực tế nè, đây là dự đoán nè. Rồi điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta dự đoán đúng? Đoán đúng, lấy ví dụ nếu như các bạn cho y mà bằng với lại y ngã mà bằng không, không thì các bạn thế vào cái công thức độ lỗi ở đây đi, thế vào cái công thức độ lỗi ở đây đi, y mà bằng y ngã mà bằng không á, thì có phải là ở đây y ngã y bằng không, đúng không, y bằng không nè, như vậy cái vế này là chúng ta có thể bỏ, vế này bỏ, chúng ta chỉ quan tâm vế này thôi, 1 - y, đúng không, 1 - y tức là 1 - 0 tức là 1, log của 1 - y ngã tức là log của 1 - 0. Rồi như vậy cái đáp số này sẽ là 1 nhân với lại log của 1, mà log của 1 tương ứng nó sẽ là bằng 0. Như vậy nếu dự đoán đúng thì cái độ lỗi sẽ là bằng bằng không, thành loss của mình sẽ bằng không. Tương tự như vậy nếu y mà bằng y ngã mà bằng 1, đúng không, thì khi y bằng 1 tức là 1 trừ trừ y ở đây sẽ là bằng không, do đó chúng ta sẽ bỏ thằng này đi, chúng ta sẽ quan tâm thằng này thôi, thằng này sẽ là 1, đúng không, nhân với lại log của y ngã, đúng không, mà y ngã là bằng bằng 1, như vậy 1 log 1 chính là bằng không. Rồi như vậy nếu dự đoán đúng thì bên đây loss của mình cũng bằng không. Rồi bây giờ mình sẽ tính toán cho cái trường hợp đó là nếu mà mình đoán sai, đúng không, nếu mình đoán sai
Thì bây giờ mình sẽ lấy một trường hợp là y khác y ngã. Cụ thể luôn, y ngã ở đây sẽ là bằng 0 và y của mình sẽ là bằng 1 đi. Đúng không? Y bằng 1, y ngã bằng 0. Thì tương ứng nếu như y mà bằng 1, tức là 1 trừ y ở đây nó sẽ là bằng 0. Do đó mình sẽ bỏ, mình chỉ xét về bên này thôi. Thì ở đây y là bằng 1 nè, nhân với lại log y ngã bằng 0, log 0. Log 0 là bằng bao nhiêu? Hàm log của mình nó sẽ có dạng như sau. Đó, ở đây là 1 nè. Và khi thế cái giá trị không vô đúng không? Không vô chiếu xuống đây thì nó sẽ ra giá trị là trừ vô cùng. Như vậy thằng này sẽ tiến tới trừ vô cùng. Thêm cái dấu trừ ở đây nữa. Đúng không? Với lại cái trừ vô cùng ở đây thì nó sẽ ra là cộng vô cùng. Do đó loss của mình sẽ là bằng cộng vô cùng, hay còn gọi là bán nhà. Đúng không? Đoán sai mà, đoán nhà, đoán sai thì phải bán nhà thôi. Một cách tương tự như vậy, nếu y mà khác y ngã và cho trường hợp là y ngã bằng 1 và y bằng 0 thì nó cũng sẽ ra giá trị loss là cộng vô cùng. Các bạn sẽ tự thế vô để tính toán. Rồi, như vậy với cái công thức đổ lỗi này nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được là tập trung tìm cái theta làm sao cho cái chi phí này càng thấp càng tốt. Đoán sai là sẽ bán nhà, còn đoán đúng thì không mất gì cả. Đó, trong khi đó với cái công thức đổ lỗi ở phần phía trên đúng không? Do cái thằng này y và y ngã này nó thuộc hai cái phạm vi khác nhau, một thằng là từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng và một thằng chỉ là không hoặc một, dẫn đến là cái hàm đổ lỗi của mình nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thằng này, không có phụ thuộc vào này, và nó sẽ tìm thằng theta làm sao cho thằng này nó tiến về không, đúng không? Tìm cái thằng theta sao cho thằng y ngã này tiến về không thay vì là y ngã sắp xỉ y. Rồi, như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ tính cái đạo hàm của hàm loss theo từng cái đối số theta theta k. À, lưu ý theta ở đây là một cái vector và theta k là một cái phần tử của vector này ha. Để khi mà chúng ta tính được cái đạo hàm này rồi á thì chúng ta sẽ đưa vào cái giải thuật là gradient descent để mà tìm cái điểm theta sao cho cái loss này là nhỏ nhất. Rồi, thì đây là chọn ha, ký hiệu là chọn. Hàm loss của mình đã được chọn, đó là bằng trừ của tổng y nhân log của f theta xi cộng cho 1 trừ cho y nhân cho log của 1 trừ f của theta xi. Thì đạo hàm đúng không? Đạo hàm theo cái tham số theta k. Đạo hàm của dấu trừ này nè, đúng không? Dấu trừ chúng ta giữ nguyên bên đây. Dấu trừ chúng ta sẽ giữ nguyên ở đây. Rồi. Y là hằng số đối với theta, do đó chúng ta sẽ rút ra ngoài. À quên, đạo hàm của tổng sẽ là bằng tổng các đạo hàm ha. Đạo hàm của tổng sẽ bằng tổng của các đạo hàm. Rồi, y thế ra đây. Bây giờ chúng ta có đạo hàm của hàm log sẽ là bằng 1 phần f theta xi, và trong đó thì f theta x đúng không? Có cái công thức đó là bằng sigmoid của theta chuyển vị nhân với lại x gạch y. Đó. X gạch ở đây có nghĩa là xi đó. Đó. Ở đây là xi. Rồi, x gạch ở đây có nghĩa là thêm cái thành phần bias ở phía trên đầu. Rồi, thì ở đây nó sẽ có cái công thức, cái f của mình nó sẽ có công thức như thế này. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ nhân đạo hàm phân phối vào bên trong cái hàm hàm f. Đúng không? Đạo hàm của log là bằng 1 phần x, tức là 1 phần cái fx. Sau đó chúng ta lại tiếp tục nhân với đạo hàm của cái hàm f này, của cái hàm sigmoid theta chuyển vị nhân xi này theo cái biến theta k. Rồi, cộng với lại, ở đây lại tại sao ở đây dấu trừ, ở đây lại là dấu cộng, đúng không? Ở đây tại sao lại là dấu cộng? Là vì chút nữa thì chúng ta sẽ lý giải. À, một hệ số này đem xuống đây, tổng phân phối vô thì sẽ là tổng log của 1 trừ cho f theta, đúng không? Tức là đạo hàm của log là bằng 1 phần, đúng không? Như vậy nó sẽ là 1 phần 1 trừ cho theta, đây chính là f của mình ạ. Nhân cho phân phối với lại cái đạo hàm của f theo theta k. À, lưu ý ở đây là đạo hàm của cái vế này, đúng không? Theo theta k thì do nó có cái dấu trừ ở đây nè,
nên trừ của trừ nó sẽ biến thành cộng, đúng không? Trừ của trừ nó sẽ biến thành cái dấu cộng ở đây, nó sẽ biến thành dấu cộng ở đây. Rồi như vậy ở đây chúng ta khai triển tiếp, y để nguyên, ở đây để nguyên đó, đạo hàm của sigmoid, sigmoid của x ha, thì đạo hàm của nó sẽ là bằng chính nó nhân với lại một trừ cho nó. Đạo hàm của sigmoid sẽ là bằng sigmoid nhân cho một trừ sigmoid đó, đạo hàm của sigmoid nè, đạo hàm của sigmoid sẽ bằng sigmoid nhân với lại một trừ sigmoid. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục nhân phân phối với lại cái vế bên trong, đó là theta chuyển vị x, đúng không? Theta chuyển vị x. Tương tự như vậy bên đây chúng ta cũng sẽ có đạo hàm của sigmoid nè, đạo hàm của sigmoid thì sẽ là bằng sigmoid nhân với lại một trừ sigmoid nhân với lại đạo hàm của theta chuyển vị nhân x. Và bây giờ chính vì nhờ cái công thức đẹp của cái đạo hàm sigmoid này nè, thì chúng ta sẽ khử được nè, thành phần này khử, đúng không? Thành phần này khử đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái công thức như sau: đạo hàm của hàm loss theo theta k sẽ là bằng trừ y đó, nhân với lại một trừ sigmoid nhân với đạo hàm của theta x theo theta k cộng cho một trừ y nhân cho đạo nhân cho với tổng của sigmoid nhân với đạo hàm của theta x theo theta k đó, nó rút gọn lại quay lại đó, do cái thằng này đúng không, nó khử thằng này khử thằng này, do đó nó sẽ có cái công thức này. Và triển khai tiếp thì đây chúng ta sẽ thấy cái điểm chung của hai bên đó, điểm chung của hai bên sẽ giữ thế này, thì khi nhân nhân thằng này vô lại, đúng không, thằng này sẽ là nhân vô lại thằng này, thì lúc này chúng ta sẽ thấy nè, cái y nhân với lại cái y nhân với lại cái sigmoid nhân với cái đạo hàm, y nhân với cái sigmoid nhân với đạo hàm, nhưng mà ở đây dấu nè, dấu trừ với lại cái dấu trừ thì nó sẽ thành là cộng, như vậy nó sẽ là cộng y nhân với sigmoid nhân với đạo hàm, ở đây là trừ y nhân với sigmoid nhân với đạo hàm, do đó cái đại lượng này nó sẽ khử nhau, nó khử, như vậy nó sẽ chỉ còn là y nhân một tức là y nhân với lại đạo hàm, y nhân với đạo hàm đó, tức là ở đây chúng ta sẽ thế vào đây, phân phối vào đây ha, thì nó sẽ là y nhân với đạo hàm. Bên đây thì sao, cái thành phần này bỏ, đúng không, cái thành phần này bỏ nè, rồi như vậy nó sẽ còn là một nhân với đạo hàm, đúng không, nhân với sigmoid nhân đạo hàm, sigmoid nhân với đạo hàm. Rồi rồi như vậy tiếp theo này, đạo hàm này sẽ rút ra, đúng không, đạo hàm này sẽ rút ra làm thừa số chung đó, đạo hàm này sẽ rút ra thừa số chung. Rồi thì ở đây nó sẽ là bằng sigmoid trừ cho y đúng không, sigmoid trừ cho y nhân với đạo hàm. Rồi mà đạo hàm của thằng này theo theta k đúng không, đạo hàm của theta thì trong con mắt của theta k thì xy chính là hằng số đó, xy là hằng số, nhưng mà lưu ý là ở đây là theta này nó sẽ có nhiều cái thành phần bao gồm theta 1, theta 2 cho đến theta k, rồi sau đó nó sẽ có là theta k cộng 1 vân vân, thì tất cả những cái thành phần theta 1 cho đến k trừ 1, k cộng 1 cho đến hết thì là đều là hằng số đối với theta k, do đó nó sẽ chỉ giữ lại cái thành phần đó là x y với k thôi, đúng không? Như vậy nó sẽ có công thức cuối cùng là như này. Rồi đây là công thức cuối cùng, đây là công thức cuối cùng. Rồi và vector hóa cái công thức này thì chúng ta cũng sẽ tương tự như vậy, chúng ta sẽ có nè, theta sẽ là bằng theta 0, theta 1, đúng không? Rồi theta 2,
Rồi, vector hóa cái công thức thì chúng ta cũng làm tương tự. Vector hóa công thức thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái theta. Theta của mình á, thì sẽ bao gồm nè. Theta 0, theta 1, theta m. Đó, tại sao ở đây m là tương ứng với lại cái số chiều, còn cái theta 0 này tương ứng cho cái bias, đúng không? X của mình á thì sẽ là gồm 1, rồi x1 phần tử thứ 1, x1 phần tử thứ 2, x1 phần tử thứ m. Đó. Rồi 1, x2 phần tử thứ 1, x2 phần tử thứ 2, x2 phần tử thứ m, vân vân. Và cái quan sát thứ cái mẫu dữ liệu thứ n, đúng không? 1 x n phần tử thứ 1, x n phần tử thứ 2, x n phần tử thứ m. Rồi, thì cái công thức này x mà nhân với lại cái x gạch này á, thì cái theta nhân với x gạch này thì tương ứng là cái trục này, đúng không? Cái trục này nhân với lại từng cái với lại cái cột này. Như vậy thì nó sẽ là theta chuyển vị nhân với lại ma trận x, đúng không? Nhân với ma trận x thì cuối cùng sau đó chúng ta sẽ trừ cho y. Y ở đây là gì? Y ở đây chính là cái chuỗi y1, y2, ym, n. Thì lúc này nó sẽ là theta chuyển vị nhân x trừ y, nó cũng chính là cái vector. Đây là một cái vector thể hiện cái sự sai số. Vector thể hiện sai số. Bây giờ cái thành phần xk, x thứ y và phần tử thứ k, đúng không? Thì lúc này công thức này nó cũng giống giống như là cái công thức của hàm. Công thức này thì nó cũng sẽ giống như là cái công thức của hàm linear regression. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có là thằng này chuyển vị nhân với lại x, nhân với lại cái x và lấy trung. Ở đây chúng ta không lấy trung bình, do đó ở đây nó sẽ không lấy trung bình. Rồi, như vậy đạo hạt Napla của loss theo theta nó sẽ chính là bằng x nhân với lại theta chuyển vị x trừ y. Đó, thì chúng ta sẽ cài đặt dựa trên cái công thức này. Rồi, cuối cùng đó là cái dạng đồ thị của logistic regression. Đó, nếu như ký hiệu x gạch là 1, x2, 1, x1, x2, xm và sigmoid là cái hàm như trên, thì chúng ta sẽ có cái dạng đồ thị đó là 1, x1, x2, xm đưa vào cái nốt gọi là nốt tính tổng. Nốt tính tổng ở đây đó là nốt kích hoạt. Và ở đây cụ thể là mình sẽ sử dụng là hàm sigmoid. Thì đầu ra của mình y ngã sẽ là bằng f theta x là bằng sigmoid của, đúng không? Sigmoid của cái tổng theta x gạch. Thì đây là cái dạng biểu diễn đồ thị.